ra để giúp mình ha. Thì các bạn search trên YouTube á, thì cái hành tìm kiếm các bạn tìm HeoVKT Vlog và các bạn tìm và bấm đăng ký giúp mình nha. Đăng ký giúp mình, ủng hộ cho mình lên 1000 lượt đăng ký với các bạn. Đăng ký xong các bạn bấm vào cái quả chuông mới được tính nha. Đó, rồi cảm ơn các bạn. Rồi đây, đăng ký ủng hộ HeoVKT. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nha đăng ký dùm Heo nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức cái video thôi. I'm rich. Hello everybody, welcome to HeoVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HeoVKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn con game H5 nữa ha. Con này mộng kiếm trảm yêu gì đó. Ok, bây giờ chúng ta chọn server 3 nha. Các bạn nhớ là chọn server 3 nha các bạn. Rồi vào game. Rồi, bây giờ mình tắt tiếng, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Con này, cái bản này nó sẽ nó khác bản kia ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy một chút kìa. Chạy nhiệm vụ một chút đấy. Xem coi nó tặng cái gì. Đây, một ải là được 200 kim bảo ha. Ta để chạy thử coi là nó trên quái rớt kim nguyên bảo này nọ không. À, một ải rớt 100 kim nguyên bảo ha. Để cho nó chạy một chút đấy các bạn. Đây là cấp 80 hoặc VIP 2 mới mở được. Còn đây là chuyển sinh 4 hoặc VIP 4 ha. Đó. Server Việt Nam cũng rất là đông nha các bạn. Đây quà đâu cũng ngon ha. Đây, đang có người chơi chung với mình hay gì nè. Ủa không phải, này là mấy cái con nó cho. Cũng nói luôn là mình làm cái này cũng chẳng có thu nhập cái gì hết. Tiền YouTube thì chắc nhiều bạn nói không quảng cáo quá trời, chắc kiếm được tiền YouTube nhiều lắm. Thì mình xin nói là tiền YouTube thì nó còn đang nằm ở đâu đâu ha. Thì hiện tại là mình chưa nhận được tiền YouTube. Chứ còn cái việc mà get link thì để sau này nếu mà kênh mà ổn định hay là có nguồn thu nhập thì mình sẽ giảm tải cái lượng quảng cáo hay là lượng rút gọn link này nọ ha. Tại vì hiện tại giờ mình đang nằm ở nhà mình tìm game cho các bạn chơi mà các bạn không có chịu hiểu giúp mình một việc là mình bỏ công mình tìm, các bạn giúp mình là các bạn xem quảng cáo một chút và chịu khó lấy link từ cũng như lấy game từ cái link từ cái get link đó ha. Nhiều bạn chửi mình quá trời, vô comment nó khó tải này nọ. Mình up link Google Drive rồi đó chứ. Nhiều bạn cũng vô nói em tải không được này kia kia nọ. Trời ghét, mình phải làm sao cho các bạn tải được đây. Rồi bây giờ chúng ta để nó đây ha, chúng ta qua bên cái phần mà code ở đây và nó bấm được vậy. Rồi bấm qua cái link code ha. Rồi chúng ta ở đây mã code mình sẽ để ở dưới luôn nha. Này là hình như là ở dưới cái này nè, tỷ H5 Tân Thủ ha. Đó, biết đổi thành công để đưa vào hòm thư. Thư đâu? À, mấy chủ X3 ha. Lại đây, đó đã vào hòm thư. Hồi nãy chọn lộn server nha các bạn. Bây giờ thì server đã vào đúng chỗ của nó rồi. Ta coi được cái gì đây? Hết đủ. Gì trong thư có gì nè? Các bạn nhớ like và share kênh YouTube của mình nha. Và nhớ qua đăng ký ủng hộ kênh HeoVKT Vlog nha. Kênh đó thì mình sẽ làm về những cái vlog chia sẻ hay là những cái cuộc đi chơi, ăn uống. Nói chung là những công việc đời sống hàng ngày của Heo, lâu lâu có gì vui hay là này nọ, đi đâu ra ngoài thì Heo sẽ quay lại ha. Ở đây nó cho luôn VIP chính nè. Ăn cái mã code nó vào là nó cho luôn cái VIP chính ha. Đó, full đồ luôn, đủ. VIP 10 chưa cho ha. VIP 10 là mát nha các bạn. Nó đồ cho luôn quà nạp đầu nè. Ngon lành, ngon lành. Đồ nhận luôn quà nạp, tích nạp gì luôn nè. Thời tháng có cho không? Không, thời tháng không cho. Đây là quà đăng nhập, kinh doanh 7 ngày. Kinh doanh thì không có quà gì hot ha. Thời tháng tranh nhau mua rồi. Đặc sắc, để coi có gì đặc sắc không. Mỗi ngày nhận. Online cũng có quà nữa nè các bạn. Đâu rồi, để tôi coi coi. Ngày 1 2. Ngày thứ 3 là được nhận ngoại trang nè. Từ 5, 6, thứ 7 được thêm ngoại trang nữa nè. Thứ 7, chủ nhật, thứ hai gì đó, ngoại trang nữa nè. Online là bà sẽ có ngoại trang nữa ha. Không cần phải bỏ tiền ra mua ha. Còn gì nữa? 3 ngày được kim nguyên bảo nè. Nhận quà hàng ngày nè, hồi nãy tích nạp và đã nhận hết rồi ha. Lên luôn VIP chính thì chứ tài thì thiên tài chứ không phải là hiện tại nha. Hiện tại cùng với thiên tai. Ừ, nhắc lại là các bạn nhớ đăng ký kênh HeoVKT Vlog giúp mình nha, giúp mình cho nó đủ 4.000 giờ xem và 1.000 lượt đăng ký giúp mình nha. Link mình có để ở phần dưới miêu tả cho các bạn. Kênh đó là kênh đời sống ha. Cái này là gọi quay lại cái này đi. 110 vạn, 1 vạn là bằng 10.000, 10.000 là 1 triệu ha. Rồi ok. Free hơn 1 triệu kim nguyên bảo ha. Ăn 1 triệu, hơn 1 triệu kim nguyên bảo. Và VIP chính ha, full quà nạp, cộng thẻ gì, cộng lần nạp đầu tiên luôn ha. Đó, chưa mở nhân vật nữa, để mở rồi coi. Đổi nhanh đó, mở luôn cái này. Không còn xa lạ lẫm gì với các bạn nữa rồi ha. Con này ảo quá, hồi nãy nó có cho mà những hồng rồi. Rồi đăng nhập là nó sẽ cho ảo quá ha. Còn gì nữa không đây? Rồi, không còn gì để chia sẻ với các bạn hết. Cái server này cài cuốc được ha, nạp tiền được ha, này nọ được ha. Rồi, bạn nào có chơi thì bấm vào link ở dưới ha. Đó. Chơi game là để giải trí. Đó. Bạn nhớ đăng ký kênh HeoVKT Vlog giùm mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like và share video này nha. Bye bye. Còn ai mà thích quan tâm về cuộc sống này nọ ha, làm đồ ăn ha, đi chơi này nọ của heo thì qua kênh HeoVKT Vlog nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.